Các bạn thân, bữa nay là 1 tháng 10 ngày thứ bảy, ở trên cái cành cây khô, cái bụi cây khô của mình đó, nó có một cái cặp chim cú mèo, nó có một đôi đó đó. Nó ở đó ót ét, thành ra cái con mà ban đêm nó la cắt két nó đi, nó bắt sóc, bắt chuột đồ này kia đó, bắt chuột á là đây là một cái nhân vật đó. Đó. Nó ở cách mình nó chừng khoảng 15 mét mà nếu tới đường chim bay đó. Đường chim bay đó thì chắc 10 mét thôi, thì tại vì nó bắt cái cắt có cái đồi này đó, nó là nó trên cái đồi của cái thông mà mình cái hàng thanh long mà mình bắt dọc theo 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 cái vách núi mà mình làm đó. Để mình đứng lên mình kiếm cái cận cảnh cho mấy bạn xem. Mình đương trồng ở chỗ cái đương làm chỗ cái trụ thanh long này, chỗ cái vừa bắt đầu cái hàng thanh long đi xuống suối này của mình nè. Đó bên sau lưng mấy cây bưởi đó mình đem cái thùng xanh nó lại để mình để đó, mình bỏ mấy cái cây vô, bỏ rác rồi vô đó để mình làm cái thùng phân xanh, cái composti đó. Đó như bữa trước mình nói với em Mướp Phương đó, mình làm thì đây lúc trước nó có một cái trụ thanh long này nè, là nó bị nó sụp nó bên cái chỗ này nè, mà đá không à, cho nên nó sụp nó gãy cái cây đó, nó mục đó, thì mình mới làm trở lại, mình đương trồng đây mà nghe nó quát quát lên đầu đó. Đó. Đó, đây là một cái cặp tình yêu đó, bắt đầu anh bay đó. Đó anh thấy mình đứng lên nó là anh nó bay, một đứa bay. Con là con trống nó bay, con mái nó vẫn còn đậu trên cành, cục nó có quét quét đó. Bây giờ mình không có thèm nói gì tới nó, hơi nó sẽ bay trở về. Rồi mình quay lại cho các bạn xem nha. Đó bây giờ là còn có chị chim mái đó, chỉ làm biếng lắm. Anh chim trống đó là anh vừa ấp ấp trứng mấy cái con này nó đẻ ra, đẻ cũng ra trứng như là trứng gà trứng vịt cho mấy bạn, rồi mấy anh chị ấp thành con. Nhưng mà mái thì nó ấp đó, rồi nó mệt tại vì nó phải nhổ cái lông để nó úp trứng của nó đó. Đó ở trên trời đó thì coi okay. Nguyên một cái bầy quả đen nó thấy mà dữ ghê dữ không ơi. Đó tới sáng giờ này đó là 7 giờ sáng rồi mà nó vẫn còn cú mèo, thành ra mấy con gà đó mình cũng không dám thả ra đâu. Thường đó là tới chơi tới chừng nào mình xuống dưới mình làm hẳn ở dưới suối rồi mới thả nó ra, chứ không thôi đó là mấy con cà vô trì, mấy con chó sói rồi nó cũng thấy. Mình cũng hơi mệt, thành ra tay nó cũng run. Có gì các bạn cũng chăm chế giùm nha. Đó ở đây là trên cái sườn đồi mà chỗ cái gần cuối của cái hàng thanh long mà mình trồng bên vách núi đó, nó dài dài đi xuống dưới đó là Ly đã phân ra từng để cho cái nước nó không có chảy xuống, nó lẹ làng để nó trôi nước nữa. Thành ra ảnh cứ làm cái kiểu là 2-2-1, tức là một cái góc 45 độ vậy đó. Thì nửa nó cái thì nó cũng chỉ bằng nó là vậy thôi. Và mấy cái tảng đá ảnh vẫn giữ nguyên, ảnh không có để cho nó tuột xuống, tức là phải làm cho nó giữ đất là vậy đó. Đó, cái bằng cái vách núi đó là tụi mình làm, là tạm thời là tụi mình ảnh ngưng ở đó. Đó nhưng mà vẫn còn tiếp tục hai cái, bữa nay anh làm cho nó xong luôn cái hai cái đó, anh mới vừa cộng thêm đó. Rồi bây giờ là tụi mình ở phía phần dưới suối, cái chỗ mấy cái chà là đó, là tụi mình đã ảnh đã nói là tụi mình không muốn cướp công của ảnh. Ảnh làm nó là thường á, là mình sợ mấy anh chị rắn đó, leo lên tuốt ở trên cây đó, cái cây chà là đực đó, cái cây mà to mà cái trái vàng vàng đó là cây đực, còn cái cây cái là cái trái lạc, cái nó lạc lạc ở đây nè. Đó. Đó từ hôm qua đó thì là mình cũng dọn dẹp ở phía dưới suối, là các bạn thấy mấy cái sậy xanh xanh đó, nó bên cạnh cái cây palm mà nó ngã, nó lật nằm ngang, nó lập nằm ngang đó, là nó cũng cái cây đó nó dài cũng 15-16 mét rồi, nó mới mọc nó chừng 5 năm nay thôi mà nó mười mấy mét rồi, nó dễ sợ vậy đó mấy bạn. Đó thì ảnh cái chỗ đó là cái chỗ anh rùa ảnh hay ra đó, ảnh chơi, cho nên ảnh Ly đó ảnh mới thương con, cho nên ảnh mới dọn dẹp sạch sẽ để nhìn thấy nó. Ổng tò mò lắm, ổng cứ thấy ngày nào mình cũng thấy rùa nó ra đó, mà ảnh cứ sạch ảnh đi cái chân, ảnh đi tay chân ảnh đi quỳnh quạch kìa đó. Thì con rùa nó nghe nó nhát lắm, nó sợ nó chạy mất, nó đó, nó là rùa nhưng mà cái tính nó như con thỏ vậy đó, nó chạy cũng lẹ lắm, dưới nước thì nó bơi lẹ lắm mấy bạn. Nó cũng thấy thương thì mình nó sẽ làm nó. Thì cái chương trình sắp tới đó là ảnh thì không có tốn bao nhiêu, mà tốn chừng khoảng một tuần lễ nữa thì mình sẽ dọn làm những cái bờ đất ở từ cái thanh long này nè đó,
đi xuống dưới chỗ cái cây mãng cầu này. Nó ở đó nó còn hai cây mãng cầu là còn sống rõ ràng, còn cái kia là nó còn cái gốc đó, thì mình ráng mình giữ mình tưới nó. Mình lấp đất lại thì nó đã hở cái gốc ra, cho nên nó là người ta môi hở răng lạnh, còn cái này nó gốc hở thì tôi chẹt đó. Đó. Đó, giờ đâu mà cái mùa thu nó bắt đầu thì cái cây nó cũng không có cây thì nó tốt ra, nó bông thanh long nó nở ra nhiều mà cái trái nó ngọt hơn. Đó, nhưng mà có điều đó là nó thường cái mùa thu như vậy đó, trời ui ui vậy đó, thì là mấy anh rầy chị rầy thích lắm, mò lên mấy cái cây mình để trứng để đó, để sinh tồn rồi này kia đó, thì kiến nó lên nó mò nó ăn, thì giờ đây nó ngọt lắm mấy bạn đó. Chiếu sơ cho mấy bạn coi một cái cảnh này, đương làm ngon lành là cái con cú mèo đó, là nó làm cho mình phải đứng dậy rồi mình quay cho nó. Nó tới 5 giờ chiều mỗi ngày đó là nó ra rồi nó đi săn rồi đó. Ở đây chính giữa cái màn hình đó là nó là cái cây bên cạnh cái cây palm đó, nó là cái cây lá bồ đề Buddha leaf vậy đó. Thì chờ mình chút xíu đó. Ở đây là cái cây Buddha leaf đó, là cây này nó lên cao là cũng 17-18 mét này, cũng 20 mét có, nó cao lắm. Nó từ mình ở trên đây, mình trên cao là mình quay xuống đó, là mình chiếu lại gần cho các bạn thấy cái nó thấy, chứ nó không có gần đâu, nó xa mình lắm. Mà từ đây xuống với mình đó là cũng cả 100 mét, chứ không có phải gần đâu. Mình đứng là phía sau lưng nhà, mình tụt xuống nhà mình dưới khoảng 5 mét đó, mình tụt xuống lưng chừng đồi rồi. Nhưng mà đường này thì nó có cái đường đi, có đường nó ủi bằng rồi, thì nó đi cũng thoải thoải thôi đó. Đứng từ trên cái độ cao này, cái elevation này đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nguyên cái rừng cây trà là của mình. Cây này là loại cây đẹp, thường là Las Vegas đó, hoặc là những cái thành phố sang đồ này nọ nó mới trồng cái cây này. Nó mới cái cây này nó nhiều, tại vì làm nó chăm nó cũng cực lắm mấy bạn. Nhưng mà tại vì mình nó cũng cái background của mình, nó cùng mình, tụi mình cũng làm cái machine shop với phụ với anh mình làm về cái dụng cụ y khoa đó. Vì mấy cái chỗ mà cái máy mở cái van tim rồi này nọ, mấy global rồi này kia đó, đó ông anh mình thì anh là kỹ sư về lượng kim đó, là anh có cái machine shop anh mở là hơn 50 năm nay rồi đó. Nhưng mà mình làm cái thời gian là mình thất nghiệp cái lúc mà 2001 á, 2002, chứ mình mới thất nghiệp 2002 mình thất nghiệp đó. Thì trong vòng mình đi phụ anh mình làm một năm, mình cũng làm mấy cái máy dò bơm cho mấy cái bưu điện rồi mấy cái bệnh viện, mấy cái chỗ này chỗ kia, chỗ cơ quan của chính phủ đó, thì làm mấy cái đó thì tụi mình có làm. Nhưng mà làm về quốc phòng đó thì tụi mình không có làm, tại vì lời hứa với ông nội mình đó, thì tụi mình đó là ông ba mình dặn dò đó, ông nội cũng dặn dò vậy ra tụi mình nghe, tụi mình không có làm. Vì đối với tụi mình đó, thì những cái chính trị đồ nó rất là nguy hiểm cho gia đình, nhất là dân Củ Chi đó, mà cái gì không có là mấy ổng vô nửa đêm, ổng vô ổng cứa đầu mất công mệt lắm. Không có tụi mình không có từ từ tôi tiến thôi, chứ tôi chả có mà gấp gáp làm chi. Anh Ly ảnh cứ nói đó là ủa tại sao mà mình nó là cái người miền Nam, nhưng mà đó mình nói chuyện đó là những cái từ ngữ mình dùng á là toàn là nghe có vẻ là người Bắc hơn. Lý do là thường thường cô giáo thầy giáo của mình á là người Bắc không à, mà bạn bè chung quanh mình á, tức là lúc mà mình học ở trường cái mẫu Thủ Đức đó, là thầy giáo cô giáo toàn là người miền Bắc, mà bạn bè cũng vậy đó. Thường người Bắc họ là người miền Bắc á, là họ có chí ý chí lắm mấy bạn, người Trung người Bắc á. Còn người Nam mình thì lè phè giống như từ nhà mình vậy đó, không có thích làm quan đó. Còn mấy người Bắc á thì khi mà có đường công danh địa vị rồi vươn lên được á thì họ phấn đấu dữ lắm đó. Mình tuy là người miền Nam nha, cái tính tình mình á thì cũng bất kỳ lắm, cần bất kỳ chứ cũng bất kỳ, tức là mình ăn không bao giờ đó là mình ăn mình húp hết cái chén nước lèo, cho dù nó ngon gì đi nữa mình cũng ráng chừa lại một cái muỗng canh. Anh lại Ly nói là cái phung phí, ảnh không có cho mình phung phí vậy, thành ra những cái đồ ăn của mình tụi mình mà ăn không hết á là anh phải ráng anh ăn hết chứ để không thôi tội. Đó là cái lý do mà tại sao mà mẹ mình mà thương mẹ mình với mấy chị là thương ảnh lắm. Bởi vì tụi mình muốn ăn cái kiểu đây ít rồi, ăn ốm thôi, chứ còn mình không có muốn mà vác nguyên cái bụng cái thùng nước lèo và đi ọc ạch đó. Hay nhưng mà sofa thì
dòng 1, dòng 2, dòng 3 đó, lúc đó dòng 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 1 mình nó chừng 50 mấy chưa tới 60 nữa. Nhưng mà dòng 1, dòng 3 của mình cái nào cũng trên 90, nhưng mà dòng chính giữa thì ráng giữ nó dưới 60 thôi. Năm mấy thôi, ốm nhom, ốm nhách là như cái cây tre miểu vậy đó. Nhưng mà riết rồi đó, tại vì mình lao động thì mình đói bụng thì mình cũng ăn, thì mình cũng phải ráng ăn chút thịt chứ, ăn tàu hũ, ăn đồ hũ với lại seafood với lại gà không á. Nó họ không có mập như mình, thường mình cũng ít ăn thịt heo lắm, nhưng mà vẫn có ăn. Thịt kho thì mình cũng phải kho đó, hoặc nem nướng rồi này nọ, chả rồi này mình cũng thịt heo chứ gì đó. Nhưng mà thịt bò thì mình cũng ăn ít cái gì mà nó ngon lắm rồi mình mới ăn, ví dụ như gân rồi mình cũng ăn, là nạm mình có ăn này, thịt tái thì chút xíu thôi à. Thường thường mình ăn thịt sai này nọ, ăn bún thịt xào, bún thịt bò xào đó, xào đó, xào xả đó, thì mình sai ra vậy dễ ăn, chứ mình làm biến nhai lắm, ăn mình nhai mất sơ cái tuốt cho rồi mình không có thì giờ. Thế là một bữa ăn của mình nó là không tới 15 phút là mình đã xong rồi đó. Nãy giờ nghe quét quét là biết là con đó phải không? Lúc trước đó mình á vừa nói vừa cười giống như bao mình vô duyên nha mấy bạn, thôi xin lỗi mấy bạn nha, nhưng mà mình tức cười là khi mà mình đứng đây mình làm vườn nè, thì mình thấy cặp vợ chồng đó là nó cứ cầu quét tối ngày, cho nên là mình bên cái người Việt Nam mình thì là không có thích cái con cú mèo đó, là cái lý do mà tại sao mà mình mới cầm cái cục đá nhỏ nhỏ mình chọi, mà chọi từ đây mình chọi lên cao thì đâu có chọi cao đâu bạn, chỉ hù nó cho nó bay thôi đó, tại vì mình sợ xui. Mà cái năm đó là nó quét á, là tại năm đó mẹ mình mất, cho nên mình sợ phải không, mình sợ cho mình không có thích mà nó quét vậy đó, cho mình chọi cho nó đi. Nhưng mà nó cũng không đi, nó lì lắm, nó đâu có, nó hù mình, nó nghiêng cái mặt nó nhìn mình chứ nó không có thèm đi nha mấy bạn. Cái xong cái nhà hàng xóm này, cái nhà này đó là của bà Laura, lúc đó là cái nhà cũ đó, bây giờ là bà vô nursing home rồi. Bà là vợ của ông cảnh sát trưởng của thành phố kia, bà sai lúc trước, ông chồng bà ngủ cứu lẻo rồi, thì bà vẫn còn ở đó, nhưng mà con bà là bác sĩ không, cho nên nó không có muốn cho mẹ nó cực, cho nó mới bắt mẹ nó là đi vô cái giống như kiểu như đau sai đi vô ở trong mấy cái nhà cho người già retirement đó, cho mấy cái nhà cũng sang lắm, ở trên cái Palm Desert này, chỗ dân tài tử đâu không, mà tụi này vào cái nhà đó nó là 1 triệu bạc đó mấy bạn, triệu rưỡi gì đó, nhưng mà nó chỉ có 2 mẫu mấy đất thôi à, nhà ở trong nó cũng khang trang lắm đó. Ở trên phía trước cái, để mình coi chỉ cho mấy bạn xem nè, phía trước cái gara đó nó là có cái lầu, cái nhà có cái phòng ở trên đó, cái nhà phía trước á, cái nhà đó cái lịch sử của nhà đó chỉ là cái nhà trệt thôi, nó dàn ra cũng rộng lắm, nó có cái hồ bơi rất là đẹp, view 360 độ, là nguyên cái thành phố Riverside, Hemet, Paris, Box Spring, Moreno Valley gì đó, là nó cũng nằm trong cái tầm nhìn của nó. Còn nhà mình á là chỉ nhìn về cái hướng Ontario, Upland, Rancho Cucamonga, thì cũng mình không có thấy thành phố Moreno Valley, mình không thấy, nhưng mà cái canyon, mấy cái núi đồi, mấy cái nhà đó thì mình cũng có thấy đó là cái thành phố Moreno Valley đó, là nó khuất sau cái dải đồi bên này, sẽ xuất ra cái tảng núi đá đó. Rồi còn cái núi nhọn này nó còn quay, nó nhà mình quay nó dài lắm đó, mấy cái đồi này đó, nhìn vậy nè, lâu lâu có nhìn thấy con chó sói cũng hết hồn, giật mình đó, nó cứ kêu ét ét rồi đó, bạn thấy không, nghe nó kêu ét á, cho nên mấy gà mình nó sợ nó lắm, mấy cú mèo này. Nhưng mà mấy gà mình thì nó cặp cũng nổi, nhưng mà nó tung cánh ra nó như là cái con đại bàng vậy mấy bạn. Bây giờ con chồng của nó đó, anh cú mèo thì anh đương ở với mấy cây chai là đó, là nó làm tổ đó, hèn chi, chứ không phải là con chim nhại, mình tưởng là con chim nhại, mà con chim nhại nó cũng hay lắm, nó nhại chắc là con chim nhái đó, con nhại nó nhái tiếng, nó cũng cú mèo kêu quét, tối nó cũng kêu cả quét, bực mình gần chết rồi. Lúc mà tối nhiều khi mình với chị Chính hay nói chuyện, lúc mà mình đi gần đi ngủ đó, thì mình hay nói chuyện với chị Chính mình hay chị Ngọc Lan, còn chị Hải thì đúng 11 giờ rưỡi, lý do 11 giờ rưỡi chị hay gọi mình á là tại vì chị đi ở lô, chị coi nó sale là chị gọi cho mình, hôm nọ gọi mình á nói là nó sale 1 đồng với 25 sen, biểu mình đi mua. Mà mình mới trả lời, tại vì nếu mà mình chỉ kêu cho mình á, mình có dặn chị kêu cho em á,
Thì ví dụ như kêu ngày thường á, thì lúc này đó mình cũng làm biến đi làm đó, thì làm tối đa đó là mình làm 3 ngày một tuần. Chứ tới 4 ngày là mình cũng đã cảm thấy mệt rồi. Thấy nó đừ, lúc này càng càng ngày càng già rồi, bắt đầu nó đau lưng rồi, mình ngồi lâu nó cũng mệt đó mấy bạn. Mình không có muốn đi, Ly cũng vậy nữa. Mình lúc đó mình đang ở nhà, mới giờ làm vườn tự suối lên, đi lên đó, cái mong bước hơi thở, chưa kịp uống nước, nghe điện thoại rang lật đật chạy lên, trả lời chị. Không đi, không chịu đi shopping mua cây đồng với 25 xu, chị giận á, chị buồn á. Là cây rẻ quá, không mua. Mình nói với chị chứ không phải là rẻ, không mua. Nếu mà em có dịp em đi ngang thì mua từ nhà em chạy lên. Đó là 4-50 dặm mà đi mua có mấy cái cây 25 cent một đồng này nọ, nó mất công quá à. Ví dụ như mình em cần thì 100 đồng em cũng mua, mà chừng em không cần thì 25 cent em cũng không mua. Thì cảm ơn chị cho em hay, thì chắc để lần tới đi cho nó, chứ nó rẻ gì mà không mua. Rẻ là không mua, mà rẻ mà không mua mà em không xài thì em không mua chị ạ. À, rồi mình cũng nhái mình. Mình là vô nhái tiếng nhà mình á. Con dâu của mẹ ba anh rể đó, ba cậu rể thì là người nam. Nghe là người ông anh rể mình thì là cái người 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 Cần Thơ với Bình Dương. Đó, còn ông anh thứ bảy mình, ông rể chính á là người Cần Thơ với Bình Dương. Còn ông rể thứ bảy mình là cái người Bình Chánh Long An. Mình với Ly đó là cũng người Long An, mình cũng người Long An. Ồ, mình tức cười, mình chọc chị. Nhưng mà chị chơi với mình thì chị cũng nói tiếng Nam. Chị dễ thương lắm, vui lắm, mấy chị em vui lắm. Nhưng mà giờ tại vì mình mê cái hàng thanh long này, mình ráng làm cho xong. Cái chị Hải chứ cứ nói chứ trời ơi, ông xã của Du ấy, ông dễ lắm, ông giỏi ấy. Chứ là cũng như là Du là có phước lắm ấy. Chứ không có phải là cái ở ra ngoài đời đó, người không có ai mà dễ thương mà tốt vậy đâu. Nó dễ thương, nó hiền ấy. Trời ơi, ông Lê mà ông hiền, mình cũng cùi hết móng luôn á. Thực sự ông rất là cần, lúc mà cần ổng ra ngoài công trường mà tụi nó sợ, ông thấy mùa tổ ông luôn á. Thế mấy mùa tổ nó chứ không phải mấy mùa tổ ổng. Tức cái mặt ông cũng cô hồn lắm, ổng nín thinh, ổng không có cười với ai, ổng chỉ nói chuyện, ổng đi ra ngoài công trường chứ mà con mắt ổng làm gì ổng làm, ổng nhìn nhưng mà đầu óc ổng cũng chỉ nghĩ quên quẩn bên mình thôi. Ổng sợ mình đi mất, chứ còn mình nó đi đâu ngu gì mà mình đi, mình có đi đâu mà có đi nổi đâu, đi cái cà lết bệt đó, đi còn nhắc cái ghế theo để có chỗ ngồi. Tức là mình đi mình chuẩn bị đó, khi mà mình thấy thiếu hơi thở cái đó, lúc nào cũng có cái chai nước theo, thiếu hơi thở cái là mình ngồi xuống liền. Tại vì khi mà té mình bận mà té một cái đập đầu xuống á, mà khi nào mà đập đầu mà cái đầu bận trên cao hơn dưới chân đó, trên cái tim mình gì, cái óc mình nó hơn trái tim đó, thì máu đó, những cái cơ quan đó, nó sách đau đó, thì là nó những cái ven mà nó là đi truyền ra những cái cơ quan đó, nó sách đau của đó trước. Mà nó những cái mạch máu không có tới được những cái cơ quan, nó không tới được tay thì liệt tay, không tới chân là liệt chân, mà không tới óc thì thôi. Không phải liệt dương mà cái này cái hồn liệt luôn. Nó đi luôn. Đó, cho nên là mình là cũng nhắm hướng một cái tay tôi té đó. Tôi té cũng phải biết té chỗ nào, tôi té cho nó khôn, té sao cái đầu nó nằm thấp hơn trái tim để cho đó máu nó dồn lên đầu đó. Thì là mình cũng ít ra cái đầu cũng còn điều khiển được. Đầu nó là trung tâm mà nó điều khiển, tức là thần kinh để mà nó điều khiển hết tứ chi mấy cái bộ phận gì của mấy bạn nha. Nhưng bây giờ đó, ở cái tuổi già đó, nó tức cười. Là những cái bộ phận của mình á, nhiều khi đó cái não mình nó biểu vậy, nhưng mà nó những cái mà đó tư lệnh thì nó truyền lệnh luôn. Súng mà nó không có đạn, tức là tay chân như cái mạch máu nó đứt từng cái mạch nhỏ, cái từ từ đó là nó mới dồn dập tới. Tức là mình thiếu, khi mình cảm thấy thiếu hơi thở thì cái tim mình nó ráng, nó nhồi, nó đập hơn, đập không mà mình không, máu nó không có truyền lên tới. Đó là cái lý do tại sao người ta đứt cân máu. Mình thì mình không có đứt cân máu, mình chỉ thiếu máu thôi chứ không có bị mà máu cao. Máu mình rất là thấp, máu mình có 78/48 à mấy bạn. Cho nên mình nó ráng lâu lâu đó, mình quất một cái cốc rượu chát vô đó cho nó giống như nó có cái xúc tác, nó làm cho máu mình nó gia tăng cái nhịp tim mình chút. Rồi mình cũng ráng, mình cũng uống nước thêm để cho máu nó loãng. Máu mình máu ô là cái loại máu cộng sản là cho đi mà không thèm lấy lại đó. Đó. Rồi thôi, nãy giờ chờ anh chồng nó mà anh không có đi, anh bỏ vợ anh đi mất rồi. Trời đất ơi, lúc này anh ghiền rượu rồi, anh đi không mua rượu anh uống rồi. Đó là mình nói anh cú mèo thôi. Hôm nay đó là chuột cho hết trời, làm sao mà con bắt được. Bắt nó hết trời, mình chuột bắt là mình thảy nó vô cái thùng recycle phân bón đó. Cái thùng bone meal đó mình thảy vô cho đó, cho một năm sau đó là tôi không thấy mặt anh cũng chẳng thấy mặt tôi.
đó là thôi xin đi về kiếp khác làm ăn đi, cứ đi tới đây cứ phá hoài tu hoài không có làm gì được hết nè. Hồi trước thì mình đi làm mỗi ngày một tuần lễ mình làm 6 ngày một tuần, hai đứa mình đi làm chung mà cứ phá hoại mấy cái cây mình riết đó, là mình phải cây thanh long mấy bạn coi thảm thương không, đó là phải cái lưới, mà cái lưới này cái lưới galvanize nha, cái lưới 11 10 lưới này bao nhiêu, nó là một in rưỡi đó, nhưng mà cái lưới này nó không xét mà nó cứng, dày cứng lắm mấy bạn ơi, cái tay mấy bạn bẻ cái cạm cạm không được, phải bỏ bẻ bằng cái kèm, cái kèm cứng á đó, mà dưới phải bao luôn ở dưới gốc nó luôn, đi luôn xuống dưới cái lòng đất đó là hai feet, tức là 6 tấc ở dưới, rồi làm nguyên cái basket rồi chặt chĩa rồi cũng lấy kẽm rồi nó cũng ràng nó lại, tức là nó chỉ còn có cái lỗ nó chui leo lên từ cái lỗ trên đây vậy mà nó cũng leo lên đó mấy bạn, nó leo từ trên cái lỗ trên trên không là trên cái lỗ mình không bít á, nó tròn nó lọt xuống tức không đó, cho nên nó là mình mới mua 3-4 cái bẫy về mình chơi lại, mình kêu mà mình địch lại tụi nó. Tụi bay đó là không lẽ mà thông minh hơn tôi đó, thì bây giờ đó thì mình control mấy anh mấy chị đó rồi. Thì bây giờ là mình bắt đầu mình đi trồng cây, mình đã ương cây rồi, mình đến là tùm lum nhà là giờ mình ương cây, cho nên mình không có dám cho ai tới nhà, thấy mình ghê. Đây. Trời ơi. Đó. Cái bông tắc tiên mà thứ bự của mình đó. Mình phải đeo tới hai cái găng, cái cặp găng đó, đây nó lên hai cái nè, hai cái hoa nè. Đó. Cái này thì nó còn màu hồng thì nó còn mát, có còn bên này đó là nó màu nó đỏ hơn rồi, nó sẽ đậm lên hơn thêm khi mà bạn để nó cho nó đứng ra ngoài nắng, rồi cái màu nắng nó màu đổi cái màu, nó kêu là phết, nó màu phết lắm. Đó. Cũng là một cái cây đó nhưng mà bên này đó nó cách 6 tấc đó, bà coi cái cây bên này nè, cái hoa nó nhỏ hơn nhiều, nó không có đưa chưa đủ sức, tức là nó nhiều nuôi nhiều nhánh quá mà cần phải cắt nó, nhưng mà mình nó cây nó nhánh nó còn nhỏ, nó quá non, cho nên mình ráng mình dưỡng nó lên chút xíu nữa. Nhưng mà nếu mà mình cắt cái ngọn này đó thì là mình cũng hơi tiếc, là tại vì cái ngọn này nó nhiều cái nhánh con chi chít vậy đó, mà nó lại đừng có hoa, mà mình cắt nó thì nó lại tội nghiệp quá, là nó nhiều khi nó cái hoa nó không nở, thì mình phải chờ tới là 6 tháng sau hoa nó mới nở. Đó là cái lý do đó, dùng dần không quyết nó cũng không làm được gì. Chị Hải thì chỉ cắt tía hết. Cây này nó cũng mình chiết ra, nó mình lấy ra thì mình sẽ lấy ra được hai cây nữa rồi mình chừa lại đó một nhánh thôi, thì rồi bữa nữa mình rảnh thì mình dọn đất rồi thì mình sẽ chiết ra mình trồng luôn liền, tại vì cây nhánh bên đó nó nằm dưới lòng đất nó đã có rễ rồi thì mình mới trồng luôn đó. Rồi cái cây bên này thì mình cũng chiết ra thành hai, mình phải sắn lấy cái sủn sắn thì nó ra được hai cây to đó. Đi lên dọc cái trên này đó là cái bồn ảnh làm ở trên tuốt cái đầu ngõ này nè, ở đây mai mốt mình sẽ ra có cái cổng đó, thì mình trồng một mớ cái cây succulent mà nó loại sen đá, nó sen đá này nó có sen kỹ gì đâu, cái lá dẹp dẹp được nè, nhưng mà cái này cái lá nó cũng nghệ sĩ lắm. Chị Hải trên nhà của chị dâu của Ly đó, chị Tư là chị cũng cho mình một hai bụi, mình cũng có trồng, nhưng mà chị Hải lúc đó chỉ cắt chỉ bỏ nhiều cái nhánh con này lắm đó, nhưng mà vì chỉ trồng ở ngoài nắng nhiều đó thì cái lá này đó nó nhỏ chứ nó không có to như mình. Những cái cây này á, là mình ương nó từ ở trong cái chỗ mát đó, cái ở dưới mái nhà mái hiên nhà mình á, thì nó cái cây này nó ra cái màu trắng với màu hồng ở ngay chính giữa đỏ đỏ đó, nó như cái hoa vậy đó. Thì Hải chỉ nhất định á, là cái cây này đó là cái cây cái giống mình có mà mình không cho chị đó, mình nói cây của chị chứ nó cũng là một cây mà nó có rất là nhiều màu, nó tùy cái ánh nắng mình để nữa mấy bạn đó. Thì chỉ có nói sao kỳ vậy, sao du trồng hay quá, có cái gì đâu hay, em để dưới mái nhà em ương nó lên, tại vì cái cây em quý thì chị liện mà em lượm, em mình lượm trong thùng rác của chị đó, chứ không phải là mình nói láo đâu. Rồi chị mới thấy vậy, chị mới nói du thích hả, nó dạ
cái chị mới, nhưng mà tại vì mình thấy chị ít quá, chị nói mình cắt á, tại vì mình không có muốn cho nó to, nó chỉ muốn cho thấp thấp rồi mình nhìn cho nó đẹp đó. Để thành ra nó lên cao là chỉ có cắt cụt chỉ cắt cụt nó còn rớt, thành ra cái cây nó đâu có đẹp. Mà cái cây này cái lúc mà Tết đó nha, cái cây mà nó lên to đó, nó ra hoa quanh năm à, mà đẹp lắm. Mình rất là thích cái cây này, rồi đấy là nó ra nó đẹp hơn cái bông trường sinh, mà nó nghệ sĩ, nó cong cong quẹo quẹo đẹp lắm. Bây giờ nhà chị chính mình là trồng toàn cây này thôi, chỉ cười tay tét rồi. Chị chính mình đó, thì chị nghệ sĩ cái gì chị cũng giỏi hơn mình hết nè, nhưng mà chỉ cực hơn mình. Bởi vì ông xã chỉ, ông anh chính mình, ông anh rể mình, ông giỏi lắm nha. Trời ơi, ông nấu ăn, hồi đó ông nấu ăn cho cả nhà mình ăn luôn. Hôm qua mấy mẹ con mình ăn, ở nhà có ba chị em gái, chị bảy mình ở riêng. Thành ra chị chính mình, chị sáu mình với mình ở chung, lúc đó ở độc thân còn sướng lắm. Ông ăn, ông làm có lần đó, ông làm cái chảo lúc mà ông ly vừa mới vừa qua, ông mừng lắm tại vì bạn cũ gặp lại mà. Đó, ông nấu cho ông ăn, ông làm cái món steak kia đó. Trời, ông chào ông lắc một cái nữa. Nó chiên cái miếng steak á, mà nguyên cái dầu đó nó rớt lên cái chân của anh, nó cháy đó. Mình sợ cho tới bây giờ, mình nói thiệt, mình bỏ ăn, không ăn thịt bò, không ăn steak á, là vậy đó. Mình sợ đó, mình thấy đó, vì có những cái nỗi đau rất là mình ăn, nhưng mà người khác phải chịu đau đớn vậy đó, mình sợ. Lần đó là mình cũng ám ảnh. Rồi sau đó cái lần đó, thằng cháu của mình Christopher, con của chị chính mình á, rồi anh có 18 tháng mà anh đi ra, anh lâm ra rủng rủng, mà anh cũng lúc đó anh cũng chưa nói được, tới 2 tuổi anh mới nói nha, mà anh khôn thấy mồ luôn. Mà cái mặt ảnh đẹp trai, anh thấy thương, thiệt là thấy thương, mà ngoan lắm. Nó nói chứ là bi là bi ước chi đó, là nữa là ba mẹ ba má bi có tiền á, là bi mua cái giường thiệt là lớn hết cả nhà, bà ngoại nè, dì Sáu, dì Út nè, là ba với mommy nó với bi là ngủ chung luôn cái giường luôn đó. Anh nói anh thấy thương vậy đó, mình cưng nó lắm. Mà hồi nhỏ trời ơi, ổng sợ ổng luôn á nha, ổng ngang, cái tính ổng ngang mà cưng quá. Mà nhà có mình ổng là cháu ngoại thôi, ổng đi đó, ổng cứ mở cái xích beo, ổng không chịu xích beo buộc anh cứng, anh không chịu. Anh mở ra anh cứ đứng lên, mà mình sợ cảnh sát phạt, nói bi con ngồi xuống đi chứ dì Út ấy, không thôi dì Út ngừng dọc đường á, là cho con xuống á. Mình nói nó vậy là mình nói mình hù nó thôi, chứ mình dọa nó thôi, chứ đâu phải là mình cho nó xuống dễ dầu gì. Mà mấy bạn tưởng tượng không, thằng nhóc mà nó có lúc đó là nó có 3-4 tuổi thôi đó. Trời đất ơi, ông mở cửa ông leo xuống mấy bạn, mà mình đứng chạy xe là trời, mình tấp vô lời mình thắng lại cái cát liền. Mình biết rồi, biết là cái ông này đó là ông cũng thứ dữ rồi, chứ cũng không phải hiền. Thành ra mình nó phải lựa cái mình nói ngọt, mình nói nó thì nó nói thấy mình sợ cảnh sát vậy, cái nó nói á là nữa, nó lớn là nó đi cảnh sát, nó thích đi lính. Đây, bây giờ là ảnh đi lính rồi, ảnh đi lính là được 8 năm rồi, ảnh về ảnh đi Marine, nhưng mà nó đi thủy quân lục chiến, ảnh đang qua ảnh đi quấn trận ở bên Afghanistan á. Rồi anh cực lắm, mà thấy thương ở nhà nó thiệt á, cũng khóc hết đi nước mắt nữa. Là đi mà bà ngoại cũng thương nhớ biết bao nhiêu, lúc mà mẹ mình mất là nó không có nhà. Thì nó hỏi chứ tại sao đó, lúc đó nó đi đánh trận bên đó đó, không có cho nó hay đó. Thì đó lúc mà bà ngoại nó bệnh vậy thì bà ngoại nó hấp hối gì về, nó cũng hay được nó về. Thì mình mới nói nó, nếu mà con nghĩ tới thì không phải là mình nói gì, nhưng mà gia đình mình thì không có thích cái binh lính tráng gì đâu. Đó là đi cái đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với bên Mỹ này thì nó lại khác nữa mấy bạn. Thì mình thấy trong cái quân đội của Mỹ đó, nó cũng dạy được nhiều thứ để cho mà trẻ em đó là nó rất là độc lập đó. Nó là nó không có lệ thuộc vô cha mẹ, mà nó không, tức là nó không có cái tính ỷ lại đó, mà nó có được cái tinh thần đồng đội đó, và nó tuân theo những cái luật pháp này nọ đó. Thành ra mình thấy nó cũng hay đó. Ra bây giờ đó cháu lại đi đăng đi qua lính, tức là ở Marine đó, là mình đó, bây giờ mình muốn lên sĩ quan đó, là mình phải xong đại học 4 năm, tức mình phải có cái bằng cử nhân thì mới được cái quân hàm thiếu quý đó. Rồi mấy bạn muốn lên tới cái cấp tá đó là bạn phải học lên cao học ha. Mà bạn cái cấp đó rất là cái cỡ cái quân hàm đại tá đó là bạn phải có cái bằng tiến sĩ đó. Đó thì quân đội là nó nuôi hết, nó có đủ thứ quyền lợi nội, mà ăn đồ ăn cũng ngon hơn mình. Đó, đồ ăn đó là nó bán cái chợ đồ ăn cho quân đội. Bữa đó mình đi theo chị Hải đi chợ đó, mình thích lắm. Thằng cháu mình nó đâu có biết là mình thích, mình nói với nó dì Út muốn đi vô PS thì giúp coi trong đó làm sao. Nó nói mi thấy có gì đâu, bi là không bao giờ là đi chợ quân đội. Mình hỏi quá ra đó là tại vì quân đội là nó dùng cái
Cái gà đó là gà đó, cái gì nó cũng là cái kiểu như cái organic, hay là nó làm cái gì nó process, nó không có nuôi bằng những cái hormone hay cái gì đại khái vậy đó. Như cái ăn của Tyson thì Tyson nó thịt gà rất là ngon, nhưng mà nó không ăn là không đó nha. Costco bây giờ nó bán những cái bọ thịt gà mà nó làm giống như chicken nugget, nó làm như mà cái gà viên đó của Tyson nó là nó không ăn, là nó tụi lính nó chống lại chứ. Đó là do giống như là sát giết mà giết gà mà cái hàng loạt, là giống như có cái hệ thống vô cái máy làm cạch 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 gì đó hay sao đó mà nó không thích đó. Là mình nghe chị mình tả cũng sơ sơ thôi, nhưng mà sơ pha thì mình thấy thì cuộc đời nó chọn, ví dụ như nhiều khi đó là nó nhìn nó thấy là tụi mình rầy nó là nó không có thấy thích hợp, nhưng mà để khi nào nó có vợ có con cái nó nói không, nửa lớn là Bi không có vợ, tại vì đó Bi ngu gì Bi cưới vợ, rồi vợ nó biểu này biểu kia nó này. Nhưng mà rốt cuộc là anh có vợ. Hồi hồi đó 6 7 tuổi đó là anh cũng ngon lắm, anh nói ngon lắm, chứ giờ anh cũng có vợ rồi cũng ngoan, vợ nghĩ thương anh thương vợ quá rồi, nói nhiều câu cũng tức cười thì mình cũng mừng. Ơi thì phải lớn lên thì cũng phải có cái trách nhiệm, ít ra không có trách nhiệm với mình thì lớn lên mình cũng phải học được cái bài học đó, là mình có cái trách nhiệm với vợ con mình. Anh mới có vợ thôi chứ chưa có con, nhưng mà có mua nhà rồi, giờ đi học cho xong cái bằng cử nhân của ảnh rồi tiếp tục học lên thì mình vậy đó. Chỉ có một cái là cái con vợ ảnh nó là cái người cầm roi quất đít ảnh chạy thôi, chứ còn còn lâu mà cha mẹ mà nói nó nghe ở đây đó là nó khổ vậy các bạn, với người ta nói là cha mẹ sinh con là trời sanh tánh, nhưng mà nó thì nó rất ngoan, nó là chỉ hay là lý sự đời với ba ảnh thôi, chứ còn ảnh thương mẹ ảnh lắm, mà rất là thương dì Út đó, tức cười cũng chết. Bây giờ lâu lâu rồi giờ nó đi xa, nó đi đi tuốt tiểu bang khác rồi, nó không có gần bà chị mình nữa. Cô bà chị giùm với ông anh rể mình, trời ông anh rể mình nó là ổng thương con thầy chạy, mình cũng mới thấy người đàn ông mà thương nhà con nhà ổng vậy đó. Trời đất, ổng cong kênh con, ổng đi học mẫu giáo đó mà ổng cong kênh trên cái vai ổng cõng để con đi. Mà rồi đó mẹ vợ nè, chị vợ nè, em vợ, 4 người ngồi ở ngoài cái chỗ cái trường học của con nhỏ đó, ngồi ngồi giờ dòm vô, đặt ông dòm dòm vô coi nhỏ làm gì ở trỏng, tại vì sợ nó cũng quen, nó khóc rồi nó cũng khóc nức nở. Hồi đầu đi thì nó không khóc, nhưng mà về rồi nó khóc. Nhưng mà cái bà hiệu trưởng với bà cô giáo đó bà kêu bà nói là đó, mình muốn con mình đi học rồi này nọ là mình giao cho trường rồi, mình phải đi về để cho nó cứ tự lập, nó nhìn thấy mình đứng đó chờ nó sẽ lưu luyến, nó ngồi trong lớp học mấy bạn nó cũng đâu có học được, nó cứ tư tưởng tới ở ngoài kia là ba chờ mommy chờ, ở bên này bạn bè tất cả những người lạ không, cho nên buồn muốn đòi về. Thì giờ đó là anh Bảo Bảo cháu nội của anh hai mình á, đi học có một ngày mà ảnh khóc thét lên rồi, cho nên bà ngoại bên Việt Nam thương quá thôi đi qua đây giữ ảnh. Mà bà ngoại dạy ảnh ngoan, ảnh giỏi lắm, cái gì cũng tự lập hết, nó nói nó là man family. Anh Ly đó anh cũng dạy, ảnh dạy cũng dạy thằng cháu cháu của ảnh, mấy đứa cháu gái của ảnh á, thì cháu rể của ảnh nó là cháu ruột của mình. Thì nó giờ không có biết cái nhà này của nhà ai, nhưng cái người đàn ông đó là họ là lead của gia đình, tức là nó cái làm gì làm chứ cái gì đó, ví dụ như bây giờ sửa xe thay xe rồi này nọ, thay nhớt xe rồi này nọ cũng nó, có chuyện gì cũng nó, thấy không? Nhưng mà mình phải biết ơn mỗi cái người đó, là mỗi mình á, thí dụ như mình là vợ hay là chồng đi nữa, mình cũng chỉ là phân nửa thôi của cái đó thôi nó, thì mình cũng phải là đỡ đần nhau để mà trong cái cuộc sống, chứ không phải là à, gì mình có tiền nhiều rồi này nọ là mình có quyền hành hơn, thì cũng không phải, không nên. Trong cái tình cảm đó cũng không có nói mà ai phải ai quấy được, có ví dụ bên vợ thì thấy bên vợ ân vợ phải, bên chồng thấy bên chồng nó phải, còn mình nó lúc nào thôi mình nói thôi, lúc nào cũng thấy anh Ly anh phải rồi, thành ra anh vui vẻ lắm, anh nấu ăn cho mình ăn, anh chở mình đi chơi rồi này nọ, anh khuyến khích mình đi chơi mà mình đâu có đi, mình làm biếng lên giờ lắm. Mình có cái vườn này đó, nó là một cái chỗ mà cho mình tụi mình á là đi đi giải trí đó, vừa rẻ tiền mà vừa vui, có cái nguồn lợi đồ này nọ, cho nên nó là mình đâu có không có thấy cái gì nó quan trọng hơn cái chỗ này nữa, là một cái chỗ mà mình gọi là nhà đó. À, khoe với người mấy bạn nào mà thích hoa bát tiên, cái hoa này là hoa gì mình chẳng có biết, tiên này là tiên gì, nhưng mà dứt khoát không phải là tiên nâu đó, một cái chùm hoa nó ra.
mình đếm nha, 3, 5, 7, 9, 11, 15 cái hoa trên một cái chùm bông, 15 cái hoa, ha, nó lam ra nó lạ ha, đó, 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 đó. Bây giờ là mình phải nổ, kỳ này là mình phải chụp hình, mình gửi trang trang, mình nổ lại với nó, nổ lại với nó. Lúc trước nó nổ với mình, nhưng mà mình ráng, mình chờ, phải không? Nó lên 250 chậu này nó nở hoa hết rồi đó. Mình sẽ làm luôn cái clip đó dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho mấy chậu bông của mình thôi. Để mình gửi lên cho con cháu mình. Trời. Nó chọc chơi chứ. Không biết nó có xảy ra hay không. Thì mình chỉ hy vọng vậy thôi. Em mới Phương nói là chị trồng cái này là vài năm nữa, không có vài năm đâu. Không có tới 1 năm nữa thôi là nó đẹp rồi. Mình nghĩ là 6 tháng nữa là qua là cái mùa xuân tới này, chừng vài tháng nữa, 3-4 tháng nữa thôi là nó đẹp lắm rồi. Cái này đó mà mình là mình đi mua phân bón rồi đó, mình mua cũng rẻ lắm mấy bạn. Có mấy cái chỗ mà mình quen đó, thì do cái giao tình trước giờ đó, tụi nó cũng thương mình lắm. Tụi mấy đứa con của cái bà mẹ Mỹ của mình á, mình đi lâu lắm rồi, mình đi mà gặp lại tụi nó, tụi cũng ôm nó hôn mình với bà chị mình, nó ngộ thiệt. Mỹ Việt Nam mà nó thương nó, ơi nó hơn nhau cách cư xử, chứ không phải Mỹ Việt Nam gì. Cái người Mỹ họ cũng có tình lắm, mà tại vì mình chỉ chưa biết thôi. Đó. Giờ xong rồi. Khoe với mấy bạn thêm. Cái này. Đây là cái cây thanh long của mình á. Một cái cây thanh long, cái nhánh này nó là hai. Cái trụ này là trụ thứ 5 từ trên đi xuống. Mà quá chừng nụ. Bây giờ nó sẽ tươm nụ ra thêm nữa. Mình thấy một chuỗi này nó là cây 6 cái hoa luôn đó. 6 cái hoa đó người ta lặt á. Người ta lặt cái những cái ta lặt cái hoa bên ngoài đó, là tại vì cái hoa này nè, cái hoa chót này nè, nó cũng sẽ không có cái trái, nó cũng sẽ không có lớn. Rồi người ta lặt cái bỏ cái hoa đầu tiên này nè. Nó cũng sẽ không có lớn. Đó. Rồi 3-4 cái còn lại cũng có thể để, tại vì nó cũng bằng nhau, mình chả biết là nên cắt cái nào nữa mấy bạn ơi. Mình thấy nó lu su bu mình đó. Mà cái trụ này có lẽ nó tốt lắm đó. Cái cây thanh long, cái hoa này nó tốt nó. Cái hoa này nó mập ú à. Ú ù luôn. Thân ở dưới gốc nó cũng lên được một cái nụ hoa này. Cái nụ đó mình cũng sẽ để luôn. Trên cái chiều trụ mẹ đó thì cái hoa nó, cái trái nó to. Cái trái này nó cũng to, nó ngộ ha. Nó thòng xuống thì nó ra hoa rất là nhiều. Rồi đây là cái cây đặc biệt là cái hàng bên tay phải này là mình trồng thanh long trắng không đó. Ở ngoài, ở trong là tím, ở ngoài trắng. Mà rốt cuộc bây giờ là mình đổi lại chỗ này đó là mình trồng thanh long tím nè. Bây giờ thanh long tím nó ra hoa quá chừng nè. Đó, mà cái cây này là nó thiếu nước, do nó ở ngoài đó, lúc đó nước mình nó bận rộn quá, mình cũng không có tưới được nhiều. Những cái này mình ngắt rồi mà nó vẫn lên nữa, cho nên mình ngắt nữa. Đó, đây cũng vậy nữa. Bây giờ ngắt vậy đó cho không có nó lên tiếp tục nữa thì nó mới ra hoa. Chứ còn mà mình để mà cái tược nhiều quá nó chỉ ra tược không mà mấy bạn. Tưới nước nhiều là nó chỉ ra tược, nó không có ra hoa. Rồi đó mình phải ngắt đó, cho nó giật mình cái, nó nói bây giờ không cho lớn nữa. Ba với ấy là để luôn cái cho tôi cử tạ, nó tôi không cao lên thêm được nữa vậy đó. Đại khái là vậy. Rồi. Đây nè, thôi đi theo chồng đi, chị ơi, chị hai ơi. Đó, cũng vẫn còn trên cái cây đó, đậu trên cây đó đó, chứ nó chưa chịu đi đâu. Phải rồi, đi kiếm ăn đi, đây giờ có gì ăn đâu. Trái cây không à, mà chưa chín. Rồi thôi, mến chào các bạn, rồi thôi để mình đi làm công chuyện nha, gặp lại các bạn sau.